chuyện Cô chủ nhà tí hon. Ông ngoại ở quê ra chơi, đến bữa cơm thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn định nếm thử. Ông nhìn Vân nheo mắt cười, mời cả nhà cùng ăn cơm nào. Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn, cháu mời ông, con mời bố mẹ. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm, tầm nhà mình để ở đâu nhỉ, cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. Ông gọi Vân là cô chủ nhà tí hon đấy. Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. Cô chủ nhà tí hon ngoan quá. Ông cười khích lệ. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói.